Urgent and important, nghĩa là cái này gấp và quan trọng thì mọi người ưu tiên, mọi người làm trước. Được không? Gấp và quan trọng nha. Gấp và quan trọng thì ưu tiên làm trước. Ví dụ này, gấp như thế nào là gấp, mà không làm là mình sẽ có vấn đề. Không làm là mình có vấn đề lớn á, được không? Không làm thì có vấn đề lớn. Thì mọi người ghi cho y chỗ này nha, đừng có ghi mấy cái gạch chấm 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 này. Không làm thì vấn đề lớn, vậy thôi cho nó lẹ. Ok. Không làm thì vấn đề lớn. Alright. Cái số 2 nè. Nó quan trọng nhưng mà không gấp. Quan trọng mà không có gấp. Được không? Ví dụ nha, chuẩn bị nạp bài rồi. Mặc dù nó quan trọng đấy, nhưng mà thật ra thì đến ngày mình làm cũng được. Được không? Ok. Đấy là not urgent and important, nghĩa là quan trọng nhưng mà không có gấp. Cái điều số 3 là urgent, not important. Cái này là gấp mặc dù nó không quan trọng. Gấp mặc dù không quan trọng nha. Ok. Gấp mặc dù không quan trọng. Được chưa? Ví dụ như là mà mẹ kêu ví dụ này, gấp chỗ này, ví dụ điện thoại, mọi người mới mua cái điện thoại xong á, đi dán cái màn hình điện thoại, được không? Thì thật ra cái này nó không có quan trọng lắm, nhưng mà cần phải làm gấp, lỡ đâu là mình làm bể điện thoại rồi làm sao, được không? Và cái số 4 này là not urgent and not important, có nghĩa là không quan trọng cũng không cần gấp. Thế bây giờ mọi người chỉ cần liệt kê hai điều thôi. Thứ nhất là quan trọng và nhất định phải làm ngay bây giờ. Cái số 2 là nhất định cần phải làm mặc dù nó không quan trọng, thì mọi người sắp xếp hai cái này trước, được không? Xem là ngày hôm đó mình cần làm những gì thì ghi cái này ra là được. Để không? Sắp xếp cho hai cái này. Ok chưa? Mọi người nắm được cái này thì bấm con số 1 nha. Được không? Nhắc lại cái đầu tiên nha. Gấp và quan trọng. Cái số 2, không gấp nhưng quan trọng. Cái số 3, gấp mà nó không quan trọng. Cái số 4, thôi bỏ đi đi, được không? Đấy. Rồi hy vọng là cái này nó sẽ giúp em sắp xếp tốt hơn về mảng thời gian nha. Rồi ha. Cho nên là mọi người nhớ này, cái gì gấp, gấp là mình tranh thủ trước, mà nó quan trọng thì mình để lên phía trước nữa ha. Rồi, đó. Mọi người có thể tìm nó bằng cách là four quadrant. Được không? Four quadrant time management. Ok. Mọi người có thể tìm cái này xem lại ha, bằng cái thông tin này. Ok. Rồi nha cô gái. That's cool. Alright. Sounds good.